Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 thường. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải sách bài tập tiếng Anh của Mai Lan Hương và Nguyễn Thanh Loan. Bài tập nhé, sách bài tập không phải bài tập trắc nghiệm đâu. Bài trang số 14, test for unit 2. Bài đầu tiên của chúng ta là bài nhấn âm stress. Machine nhấn âm 2. Mobile nhấn âm 1. Movie nhấn âm 1. Teacher nhấn âm 1. Vậy đáp án là câu A bởi vì nó nhấn âm 2. Ba câu kia nhấn âm 1. Câu số 2, directory nhấn âm 2, telephone nhấn âm 1, invention là nhấn âm 2, experiment nhấn âm 2. Và đây chúng ta khoanh vào câu B, telephone. Những cái mà có chữ từ ion này, từ ion là sần đó, nó nhấn trước nó một âm là nhấn chữ E này. Advance, động từ hàm tiết thường nhấn âm 2, advance nhấn âm 2, Desmond Trey nhấn âm 1, transmit nhấn âm 1, answer nhấn âm 1. Vậy ở đây chúng ta khoanh vào advance. Delivery, emigre, introduce customer nhấn âm 1, delivery âm 1 này, emigre âm 2 nhấn khoanh câu B. Câu số 5, furniture âm 1, university âm 3, patient âm 1, hospital âm 1. Vậy chúng ta khoanh vào câu B.